Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. MU quyết định buông xuống vụ Hurricane. United được cho là đã từ bỏ hoàn toàn việc theo đuổi Hurricane của Tottenham. Ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, Manchester cho thấy những dấu hiệu tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Những cái tên họ đưa về Old Trafford như Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Odin Ighalo hay đặc biệt là Bruno Fernandes đều để lại dấu ấn đậm nét. Chính vì vậy, người hâm mộ Quỷ Đỏ đang rất kỳ vọng đội nhà sẽ tiếp tục đem về những bản hợp đồng chất lượng ở phiên chợ hè sắp tới. Thời gian qua, rất nhiều tên tuổi được đồn đoán đã lọt vào tầm ngắm của MU. Nổi bật trong số đó phải kể đến Harry Kane, cầu thủ đang khoác áo Tottenham. Gần đây, đích thân chân sút người Anh cũng đã ngấm ngầm hé lộ ý định chia tay Spurs để tìm kiếm một bến đỗ mới, nơi có thể giúp anh gặt hái những danh hiệu. Hợp đồng của Kane với Tottenham còn thời hạn đến tận năm 2024. Hiện tại, tuyển thủ Anh đang được định giá không dưới 150 triệu bảng. Thậm chí, tờ Daily Mail còn khẳng định đội bóng London chỉ để chân sút này ra đi khi nhận đủ 200 triệu bảng. Con số này đang khiến không ít đội bóng đang theo thùng của này phải làn nòng. Hiện tại, trước tác động của đại dịch viêm phổi cấp COVID-19, doanh thu của các đội bóng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Dù có tiềm lực tài chính rất vững vàng, song MU cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy này. Chính vì thế, đội chủ sở Old Trafford được cho là đã quyết định buông súng trong vụ theo đuổi Kane. Thông tin này vừa được hai tờ The Guardian và Daily Mail tiết lộ. Theo đó, sau khi đánh giá lại kế hoạch chuyển nhượng hè cùng vấn đề tài chính của câu lạc bộ trước ảnh hưởng của Covid-19, MU đã loại Kane ra khỏi danh sách mua sắm. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào những mục tiêu có phí chuyển nhượng thấp hơn và có tuổi đời trẻ hơn. Mùa giải này, Kane đã ghi được 11 bàn thắng sau 20 trận đá chính trên bảng đấu trường cho Tottenham. Chân sút người Anh không may gì chấn thương nặng trong trận thua Southampton 0-1 hồi đầu năm mới và phải nghỉ thi đấu đến tận bây giờ. Thực tế, khả năng thành công của thương vụ Kane đến MU cũng không được đánh giá cao, khi nhiều nguồn tin cho hay Tottenham sẽ quyết tâm không để tiền đạo này chuyển sang các câu lạc bộ ở Premier League. Chính thức, Ben trái chân siêu hậu vệ trái tương lai. Premier League đã chính thức gia hạn hợp đồng với tài năng trẻ Alphonso Davies, người được coi là hậu vệ trái triển vọng bậc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Được Premier League đưa về để thay thế Frank Ribery, nhưng bất ngờ, Alphonso Davies lại tỏa sáng rực rỡ khi được xếp đá hậu vệ trái ở mùa giải năm nay. Ngôi sao trẻ người Canada thăng tiến chóng mặt và thậm chí được chuyên gia chuyển nhượng uy tín hàng đầu Transfermarkt định giá 40 triệu euro, tăng 4 lần so với trước khi mùa giải này khởi tranh. Davies hiện được đánh giá là một trong tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu và có thể vươn tầm trở thành siêu hậu vệ trái trong tương lai không xa. Bởi vậy, bánh đạo Ben đã nhanh chóng xúc tiến việc giữ chân tuyển thủ Canada, qua đó tạm tránh được con mắt nhòm ngó của những ông lớn khác. Dù quá trình đàm phán bị đình trệ bởi đại dịch Covid-19, nhưng cuối cùng Ben đã thuyết phục thành công Davies ký giao cào mới. Trên trang chủ câu lạc bộ, nhà đương kim vô địch Bundesliga xác nhận ngôi sao 19 tuổi đã đồng ý gắn bó với sân Allianz Arena đến hết tháng 6/2025, thay cho hợp đồng cũ có thời hạn tới năm 2023. Giám đốc điều hành Kat Hyruminen, giám đốc thể thao Hasan Hasanhamidžić cùng thành viên trong hội đồng quản trị Oliver Kahn đều tỏ ra cực kỳ hài lòng với việc Davies đã gia hạn hợp đồng với Ben. Họ được tin tưởng tài năng trẻ người Canada sẽ là tương lai của Hùng Xám. Kể từ đầu mùa, Davies đã có 29 lần ra sân cho Ben trên mọi đấu trường, ghi một bàn và kiến tạo 6 lần. Một trong màn trình diễn nổi bật nhất của cầu thủ 19 tuổi là ở trận thắng Chelsea 3-0 ngay tại Stamford Bridge với dấu ấn là pha solo đẳng cấp kiến tạo cho Robert Lewandowski ghi bàn thắng thứ 3. Bước cuối cùng đến Newcastle đổi đời cùng chủ siêu giàu. Truyền thông Anh khẳng định quỹ đầu tư công Saudi Arabia PIF đã chốt xong hợp đồng mua lại Newcastle với giá 300 triệu bảng từ Mike Ashley. Họ chỉ cần sự cho phép của Premier League để chính thức nắm quyền sở hữu câu lạc bộ này. Về PIF mua lại Newcastle đã được đồn đoán từ lâu. Sau khi thất bại trong việc mua lại MU, thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã sử dụng PIF để đầu tư vào Newcastle. Theo The Times, PIF và các đối tác đã hoàn thành hợp đồng mua lại quyền sở hữu Newcastle. Họ đã gửi tiền thanh toán và ký kết các loại giấy tờ cần thiết. Người đứng ra quản lý Newcastle nhiều khả năng là thống đốc của PIF, Yasser Andrumayan. PIF sẽ sở hữu 80% cổ phần và nắm quyền quản trị, điều hành câu lạc bộ. Nữ doanh nhân Amanda Stavely, người xúc tác thương vụ này, chiếm 10% cổ phần, trong khi anh em nhà Brayben, Simon và David giữ 10% cổ phần còn lại. Vấn đề cuối cùng trong vụ đổi chủ này là sự chấp thuận của Premier League. Các quan chức của Premier League sẽ xem xét tất cả các tài liệu liên quan đến thương vụ và quá trình này có thể kéo dài đến 3 tuần. Do bóng đá châu Âu đang tạm hoãn vì dịch Covid-19, PIF và các đối tác không quá quan tâm đến quá trình này. Thay vào đó, họ đã bắt đầu xây dựng kế hoạch đưa Newcastle trở thành một trong đại gia mới của bóng đá Anh.
Trong khi các câu lạc bộ ở châu Âu gặp khó khăn vì dịch Covid-19, Newcastle hứa hẹn sẽ gây sốc trên thị trường chuyển nhượng. Nhờ sự đầu tư từ Pep, cơ quan đang sở hữu khối tài sản lên đến 320 tỷ USD. Việc đầu tiên họ sẽ làm là thay huấn luyện viên trưởng, với mục tiêu hàng đầu là huấn luyện viên Mark Allegri. MU muốn vô địch thay vì bãi cạnh tranh top 4. Harry Maguire khẳng định MU luôn hướng đến mục tiêu vô địch thay vì chỉ cố gắng giành một suất dự Champions League. MU đã sa sút không phanh sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Không những đánh mất vị thế ứng cử viên vô địch của hạng Anh, họ còn thường xuyên bị đánh bật khỏi top 4 và không được tham dự Champions League. Mùa này họ chỉ kém top 4 của Chelsea 3 điểm, nhưng kém được đội bảng Liverpool đến 37 điểm sau 29 vòng đấu. Chính vì thế, nhiều người tin rằng MU đã giống như Arsenal trước đây, đang cố gắng làm mọi cách để đảm bảo vị trí trong top 4. Tuy nhiên, đội trưởng của MU, Harry Maguire nhấn mạnh tham vọng của Anh và đội bóng lớn hơn rất nhiều. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Maguire nói: "Tôi nghĩ từ khi bắt đầu mùa giải này, các bạn có thể thấy chúng tôi là một tập thể đúng nghĩa. Chúng tôi biết nơi mà chúng tôi muốn đi, nơi mà chúng tôi muốn đạt được. Khi tôi đến MU, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã nói rõ, chúng tôi đang trong quá trình tái thiết, nhưng ông cũng nói rõ mục tiêu cuối cùng mà đội bóng hướng đến. Đừng hiểu sai ý tôi. MU rõ ràng còn rất nhiều khía cạnh phải cải thiện để đạt đến đỉnh cao mà chúng tôi muốn. Vấn đề là chúng tôi không muốn cạnh tranh một suất dự Champions League mà chúng tôi muốn cạnh tranh chức vô địch. Chúng tôi biết toàn đội phải cải thiện thêm rất nhiều để đạt được mục tiêu đó, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng và tôi chắc chắn rằng MU sẽ đi đến được đến đích." Sau trận thua 0-2 trước Burnley hồi tháng 1, MU đã bất bại 11 trận liên tiếp, thắng 8 trong đó và giữ sạch lưới đến 9 trận. Chính vì thế, Maguire có cơ sở để nói rằng họ đang đi đúng hướng. Thêm dấu hiệu Timo Werner sắp đến Premier League. Ngôi sao của RB Leipzig Timo Werner đang chuẩn bị hành trang để đến Premier League thi đấu. Timo Werner là tiền đạo được săn đón nhất nước Đức hiện nay. Ở mùa giải này, Timo Werner đã ghi được 27 bàn thắng, kiến tạo 12 bàn khác sau 36 trận đấu cho RB Leipzig. Theo truyền thông châu, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich và Barcelona là những đội muốn có ngôi sao 24 tuổi về Đức nhất. Trong số này, Liverpool tỏ ra rất quyết tâm. Một số tin đồn cho biết huấn luyện viên Jurgen Klopp thậm chí đã lên lịch gặp riêng Timo Werner để thuyết phục tiền đạo trẻ này về Anfield. Hiện tại cuộc hẹn giữa đôi bên đã bị hoãn vì đại dịch Covid-19, nhưng các thông tin mới nhất cho thấy Timo Werner đang chuẩn bị hành trang để đến Premier League thi đấu. Cụ thể, theo Bleacher Report cho biết, tiền đạo này đang học tiếng Anh rất chăm chỉ. Nguồn tin này cũng khẳng định Werner rất thích Premier League và sớm muộn cũng đến giải đấu này để thể hiện tài năng. Trước đó, Timo Werner cũng công khai ca ngợi huấn luyện viên Jurgen Klopp và tin tưởng lối chơi của anh phù hợp với phong cách chiến thuật của huấn luyện viên này. Thông tin của Bleacher Report là đòn giáng mạnh vào Bayern Munich và Barcelona, hai đội cũng rất kết Werner, trong khi đó Chelsea cũng rất ít cơ hội, bởi nãy Werner dường như chỉ muốn làm việc với Jurgen Klopp, chưa kể Liverpool hiện tại đang có đội hình rất mạnh và có cơ hội giành danh hiệu lớn rất rõ ràng. Bất ngờ với hai cầu thủ Inter muốn Barca đổi lấy Lautaro Martinez. Barca đang rất muốn ký hợp đồng với tiền đạo Lautaro Martinez, nhưng họ sẽ phải đính kèm cầu thủ để hạ giá thành. Và mới đây Inter đã thông báo họ muốn có Nelson Semedo và Carles Anena. Hàng công đang là tuyến mà đội bóng xứ Catalan đau đầu nhất trong mùa giải năm nay. Luis Suarez và Ousmane Dembélé liên tục dính chấn thương dài ngày, trong khi Antoine Griezmann chưa thể hòa nhập. Barca chỉ có thể dựa vào một mình Messi và siêu sao người Argentina thậm chí đã phải ném lao vào sân thi đấu để giúp đội bóng vượt qua những giai đoạn khó khăn. Trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, Blaugrana đang muốn mang về một chân sút đẳng cấp để chia lửa cùng với Messi và Lautaro Martinez là mục tiêu hàng đầu của họ. Tiền đạo người Argentina đang có mùa giải bùng nổ tại Inter với 16 bàn và 4 kiến tạo sau 31 trận trên một đấu trường. Anh cùng với Romelu Lukaku tạo thành song sát đáng sợ trên hàng công, giúp Nezari cạnh tranh quyết liệt với Juventus tại Serie A. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Lautaro Martinez hiện nay đang lên tới là 111 triệu euro và đây là số tiền quá lớn mà Barca có thể bỏ ra trong thời buổi khó khăn này. Chính vì thế họ đang tính tới phương án cắt thêm người để giảm giá. Theo Gazzetta dello Sport, Inter có vẻ cũng chấp nhận phương án này và hai người mà họ muốn có là Semedo và Anena. Barca được cho là khá thoải mái với đề xuất này khi Anena đang được họ cho mượn tại Real Betis, trong khi Semedo cũng không chiếm được suất đá chính thường xuyên ở vị trí hậu vệ phải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.